các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần ngữ pháp NE is soil of soil tức là có hoặc là không có cái gì đó ở tại nơi N Ngữ pháp này chúng ta học bài số 4 giáo trình Seoul 1A Ngữ pháp này mẫu câu thể hiện vị trí hoặc sự tồn tại của người hoặc đồ vật ở một địa điểm nào đó khi địa điểm có đồ vật hoặc con người dùng isoyo ngược lại khi không có dùng opsoyo ví dụ như là chúng ta có uh, chip là có ở nhà ví dụ, ví dụ như là abochi gá nấn là bố có ở nhà đứng sau danh từ chỉ nơi trốn ví dụ huê sa hay là Kyoshin, Huesa là công ty, Kyoshin là phòng học, Huesa e Isoyo, tức là có ở công ty, Kyoshide Isoyo là có ở phòng học. Ở đây E đi với Isoyo chúng ta dịch là có ở nơi nào đó. Ví dụ, Akira, Akira ga ở tie Isoyo, Akira có ở đâu? Huesa e Isoyo. Và đây chúng ta có thể dịch là Akira đang ở đâu? 회사에 있어요. Đang ở công ty. Steven 있어요? Stephen có ở lớp học không? 아니요, ấy 없어요. Không, không có ở lớp học. Trung Quốc Thế giá ấy, Trung Quốc miền 있어요. Miền 있어요 đó là có ở miền đông thì ở đây là Trung Quốc The Gia Quan The Gia Quan ở đây là à, Đại sứ quán Trung Quốc The Quan đây là Đại sứ quán Trung Quốc có ở Miêng Tùng tiếp theo NE có thể đổi vị trí với chủ ngữ trong câu lên trước mà ý nghĩa câu không hề thay đổi đây chủ ngữ đã, à, chúng ta xem ví dụ chủ ngữ là Yuchin Shiga thì Kyoshin đằng sau chủ ngữ nhưng nó đổi lên đằng trước là Kyoshin ở đây cũng nghĩa vẫn tương tự ví dụ như là Yuchin Shiga Kyoshide Isoyo thì bạn Yuchin có ở lớp học câu thứ hai Kyoshide Yuchin Shiga Isoyo ở lớp học có bạn Yuchin thì hai câu này Yuchin có ở lớp học và ở lớp học có Yuchin thì nghĩa tương tự khi địa điểm trở thành chủ đề cuộc nói chuyện hoặc địa điểm được nhắc tới do người nghe đã nói trước thì sử dụng 에는 e tại à, tại đó sẽ thể hiện sắc thái tự nhiên hơn, nhấn mạnh địa điểm cụ thể đó. Ví dụ, 여기는 남산이에요. 남산에는 엔소운 타오가 있어요. Ở đây là núi Nam San ở tam san ấy thì có cái tháp Enson thì Enon đây chỉ mang tính chất là nhấn mạnh miếng tung ngày xưa mua hiểu bạn làm gì ở miếng Tông? xúc phinh hiểu tôi đi mua sắm miếng Tông ngày nên cho mi ở miếng Tông có cái trung tâm thương mại mẹ coi Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukuhasasimida. Bye bye.